Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó, Các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và hiện bây giờ giá của Bitcoin đó thì không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua các bạn Bây giờ là khoảng 57.500 đô Chúng ta sẽ nói thêm về giá của Bitcoin cũng như là Allcoins một lát nữa Và chúng ta cũng sẽ đương nhiên nói về tình hình của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Tại vì ngày mai đây chúng ta có một cái tin tức lớn Đó chính là liên quan đến phần trăm lạm phát CPI sẽ được công bố ngày mai các bạn và đây là cái thông tin rất là quan trọng tại vì chúng ta cũng đã cần kề đến gần cuối năm rồi và chúng ta thấy được là chỉ còn có bốn cuộc họp của Fed nữa mà thôi cho nên nếu như chúng ta muốn có được cái giảm lãi suất thì chúng ta phải có một chỉ số CPI tốt ngày mai và chúng ta đương nhiên cũng sẽ nói về tình hình của Bitcoin Spot ETF dòng tiền như thế nào và đối đầu với cái đợt điều chỉnh gần đây đó các bạn cũng đã từng nghe thùng chia sẻ nếu như mà tính từ cái mức đỉnh là 73.800 đô hồi tháng 3 đó thì tới bây giờ chúng ta đã thấy được là Bitcoin cũng đã có một cái sự điều chỉnh là khoảng 27%, coi như là điều chỉnh sâu nhất trong cái đợt tăng trưởng lần này các bạn từ năm 2023 đầu năm đó tới bây giờ, đây là cái đợt điều chỉnh sâu nhất mà chúng ta từng thấy. Thì các bạn cũng đã biết là chúng ta bắt đầu có Bitcoin Smart ETF vào tháng 1 của năm nay thì chúng ta đã có rất nhiều những nhà đầu tư forward tham gia vào và đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có một cái sự điều chỉnh như thế này Thì những gì mà chúng ta đã nói tới trên channel này tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã nghe rồi Nhưng mà đối với những người mà đầu tư full thì họ nghĩ gì về cái đợt điều chỉnh này Và những đài truyền hình thì đang nói gì với họ các bạn tôi sẽ chia sẻ chi tiết một lát nữa Và nhiều thông tin nơi bật khác nhất là liên quan đến pháp lý tại Hoa Kỳ Chúng ta có rất nhiều cái sự tiến triển liên quan đến pháp lý các bạn và tôi nghĩ là đang tiến triển tới một cái xu hướng rất là tốt cho tương lai có rất nhiều những cái thông tin tốt liên quan trên nền tảng của crypto tại Hoa Kỳ Không phải là những tin tức mà nó mang tính chất giật gân hiện bây giờ các bạn Nhưng mà nó mang tính chất có cái sự xây dựng bền vững cho thị trường crypto tại Hoa Kỳ này Thường sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Về mặt giá của Bitcoin nên thì không có gì đáng nói được các bạn. hiện bây giờ là 57.600 đô và chúng ta cũng đã thấy là có một vài lần giá Bitcoin lên tới 58.000 đô rồi đẩy ngược cho xuống tới cái mức là 54.800 đô rồi đẩy ngược cho lên tới cái mức là 59.500 đô. À, rồi chúng ta thấy được là hôm nay đẩy ngược cho xuống tới mức là 57.550 thì nói chung là chúng ta đang hồi phục là rất là chậm nhưng mà nào mà theo dõi kênh thì cái này cũng không có gì bất ngờ đâu. Chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều lần nên là giá Bitcoin sẽ dập dìu ở cái mức này một thời gian các bạn chúng ta sẽ không có thấy một cái sự hồi phục lệ đâu đối với thuận tại vì sao thì chúng ta đã biết là về mặt tâm lý đó thì khi mà chúng ta có một cái đợt điều chỉnh mà khiến cho nhiều người bất ngờ như thế này thì chúng ta thấy được là sẽ có một số lượng người đó họ vẫn muốn tiếp tục bán đó là lý do tại sao chúng ta thấy được là giá cả giảm xuống các bạn đúng là giá cả giảm nhanh tại vì chúng ta có nhiều lệnh loan bị thanh lý nhưng mà đã có lực bán xuất hiện trước đó rồi chúng ta cũng đã nói là có một lực bán nào đó đã kéo dài một thời gian rồi các bạn từ tháng 3 tới bây giờ họ đã bán từ cái mức là từ cái khoảng 60 tới 70 ngàn và có thể là họ vẫn tiếp tục muốn bán nhưng mà bây giờ đã giá giảm xuống tới mức là giống như chúng ta nói tới tuần vừa rồi đó là 53 ngàn đô thì có thể là họ không muốn bán nữa tại vì cái mức đó thấp đối với họ nhưng mà khi mà giá của BTC hồi lại đó thì họ sẽ nhân những cơ hội đó để tiếp tục bán các bạn cho nên chúng ta mới nhìn thấy được là khi mà giá hồi lại sẽ có những đợt như thế này các bạn hồi lại rồi sau đó lại đi ngược cho xuống rồi tăng trở lên rồi lại sẽ đi ngược trở xuống các bạn. thêm điều đó nữa sẽ có những bạn mới tham gia vào thị trường này và cũng không có thể ngờ được là sẽ có những điều điều chỉnh như thế này các bạn. tôi đã từng chia sẻ trong một video gần đây là cái phần trăm điều chỉnh lần này đó không có sâu so với lại những cái đợt điều chỉnh trước đó nhưng mà đây là cái đợt điều chỉnh sâu nhất trong cái chu kỳ này các bạn và những bạn nào mà mới đến thị trường này đó thì đương nhiên đây là cái lần đầu tiên các bạn chứng kiến đợt điều chỉnh như thế này và cái đợt điều chỉnh này đó cũng khá là dài các bạn nó đã kéo dài từ tháng 3 cho tới bây giờ rồi cho nên đó, khi mà chúng ta thấy giá có thể đi xuống nhanh như vậy tới mức là 53.000 đô sẽ khiến cho một số lượng người hoảng hốt các bạn có thể là họ đã bán cắt lỗ rồi hay là họ chờ đợi giá bịt cơ hội là một chút rồi sau đó họ sẽ bán cho nên chúng ta sẽ tiếp tục thấy những cái lực bán như thế này cho đến khi nào mà những lực bán đó hết rồi đó thì chúng ta mới bắt đầu tiếp tục có một cái sự hồi phục bền vững hơn nhưng mà trong khoảng thời gian này đó ít nhất là trong mùa hè này chúng ta cũng đang có những cái tin tức liên quan đến Magog trả tiền các bạn cho nên chúng ta sẽ có một cái lực bán trong mùa hè này và đó là những gì mà chúng ta nói tới nhiều lần rồi cho nên tôi sẽ không có lặp lại trong video ngày hôm nay chủ yếu đó là chúng ta sẽ có một cái mùa hè mà sẽ có áp lực bán các bạn đó là một điều mà chúng ta phải chuẩn bị tâm lý giá sẽ bắt đầu dao động trở lại các bạn thấy được là chúng ta đã trải qua một cái thời gian cũng khá là nhàm chán chúng ta zoom ra mới thấy được là từ thời điểm là tháng 3 cho tới bây giờ chúng ta nhìn thấy được là giá cứ dập dìu dập dìu ở trong cái phạm vi này cho nên chúng ta thấy được là tới cuối cùng đó, thì giá đã rời khỏi phạm vi đó rồi và bắt đầu có cái sự dao động lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy mùa hè này một mùa hè rất là dao động còn về giá có giảm nữa hay không đó hay là có tăng nhanh hay không thì cái đó tùy vào là chúng ta thấy là cái nguồn cầu như thế nào các bạn và nhìn vào tổng vốn hóa thị trường nữa thì cũng không có thay đổi nhiều các bạn ở mức là 2,2 nghìn tỷ. Vốn hóa cũng tương tự như ngày hôm qua và chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đây thì nói chung phần lỡ như altcoins vẫn tiếp tục có một cái sự hồi phục trở lại coi như cũng tốt các bạn. BTC đây thì không thay đổi nhiều. Altcoins có màu xanh thì coi như cũng là một cái điều an ủi đối với lại nhiều bạn tại vì không biết là nhiều bạn lưu trữ altcoins hơn là BTC. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần trăm có lợi bây giờ là bao nhiêu dựa theo Classno thì hiện bây giờ ở mức là 76.85% các bạn. Lúc mà giá BTC là khoảng 57.700 đô như là cái mức hiện tại Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những tin tức lớn ngày hôm nay đi thì uh, các bạn có thể cảm thấy không bất ngờ tại vì chính phủ Đức hôm nay đây các bạn nghĩ đã làm gì? Họ tiếp tục di chuyển thêm BTC các bạn và họ tiếp tục di chuyển số lớn là 637 triệu đô la và họ đã di chuyển cái số lượng Bitcoin này lên trên sàn Coinbase, sàn Kraken và sàn OTC các bạn. Một lần nữa cũng chẳng ai biết là họ đang làm gì, tại vì sao lại phải di chuyển lên sàn Coinbase, sàn Kraken rồi lên trên sàn OTC tại sao không bán hết trên OTC các bạn. Thêm điều đó nữa các bạn nhìn thấy được là họ lại rút trở về. Chúng ta nhìn thấy được là họ sáng này họ đẩy ra những sàn đó. Rồi sau đó, đó cách đây khoảng chừng là 5 tiếng đồng hồ họ lại bắt đầu rút về các bạn. Như là họ rút về 164 BTC trở về uh, ví của họ từ sàn Kraken. Các bạn nhìn thấy được họ cũng rút cái số lượng là 250 trở về ví của họ từ sàn Kraken, họ rút 10 BTC từ sàn Bitstamp trở về. Không ai biết chuyện gì xảy ra hết các bạn, nhưng mà điều chúng ta biết đó là cái số lượng Bitcoin của họ không còn là bao nhiêu hết, cho nên nhiều người cũng không có còn quan tâm nữa các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cho đến bây giờ cái số lượng mà họ còn lại là 15.000 BTC các bạn Và chúng ta nhìn thấy được là cái con số đó đó thì quy ra đô la là khoảng 895 triệu Các bạn cũng vừa nghe thường chia sẻ Ngày hôm nay trên hồi sáng họ đã di chuyển 637 triệu rồi các bạn Có nghĩa là bây giờ đó họ đã còn dưới 1 tỷ Họ đã mất đi vị thế là tỷ vú Bitcoin rồi các bạn nếu như họ tiếp tục di chuyển như vậy đó trong vòng một ngày hai ngày nữa thì sẽ không còn đồng nào ở đây hết cho nên nhiều người cũng chẳng có quan tâm nữa các bạn con số này có nhiều bị không thì nhiều đó nhưng mà các bạn đã thấy được là mới đầu đó họ có tới 3 tỷ lận bây giờ đó chỉ trong vòng thời gian là từ đầu tháng tới bây giờ thôi là chỉ còn có 895 triệu họ đã di chuyển số lượng lớn rồi bây giờ họ còn lại cái số này là cái số nhỏ so với cái số mà họ có trước đây cho nên nhiều người cũng không có còn quan tâm nhiều đâu các bạn khả năng là trong vòng một hai ngày nữa con số này trở về con số 0. và chúng ta sẽ không còn nói tới chính phủ đức nữa nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới chính phủ hoa kỳ đi có cái điều thú vị ngày hôm nay đây là chúng ta đã biết là hội nghị bàn tròn của crypto dành cho những quan chức đảng Dân Chủ do dân biểu Rô tổ chức đã diễn ra ngày hôm nay các bạn. Chúng ta cũng đã biết là sau khi mà cựu tổng thống Donald Trump đã chính thức ủng hộ crypto rồi sau đó đảng của ông cũng ủng hộ crypto đã khiến cho đảng bên kia các bạn, đảng Dân Chủ đó họ cũng khá là lo lắng và họ đã bắt đầu ra đề nghị là không nên cứ chống đối crypto nữa. Nên cứ một cái chiến dịch để mà ủng hộ crypto các bạn tại vì chúng ta nên biết là trong cuộc bầu cử tháng 11 này không phải là chỉ riêng tổng thống đứng ra bầu cử đâu mà chúng ta có rất nhiều những chiếc ghế quốc hội sẽ được bầu lại và nếu như mà những người bên đảng dân chủ đó họ cứ cố chấp đi mà chống lại crypto thì họ có thể mất chiếc ghế của mình cho nên chúng ta mới có cái hội nghị bàn tròn này thì ai đã tham gia cái hội nghị này các bạn chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có dân biểu Rohana chúng ta có dân biểu Joe Neguse chúng ta có thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand và chúng ta có Anita Dunn, cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden các bạn. Và sau đó chúng ta có rất là nhiều người đã đến từ ngành crypto cũng như là những tỷ phú hồ crypto. Chúng ta có Mark Cuban, chúng ta có Brad Gallinghouse của Ripple, chúng ta có Mike Novorath của công ty Galaxy, chúng ta có Anthony Samuji của Skybridge Capital, chúng ta có... Paul Greenwald của Coinbase, chúng ta có Marco Santori và Jonathan Jason của Kraken cũng như là nhiều tên tuổi khác các bạn ở trong thị trường crypto này thì không có biết là họ đã bàn như thế nào các bạn và cái sự chấp thuận crypto là như thế nào nhưng mà dựa theo những gì được chia sẻ đó bởi dân biểu Rokhana thì đây là một cái bước tiến tích cực các bạn à, thì khi mà Thuận nghe như vậy đó thì uh, tôi nghĩ là nó cũng không có phải là hoàn hảo lắm đâu khi mà hoàn hảo họ sẽ nói cách khác các bạn bước tiến tích cực đó có nghĩa là vẫn có nhiều cái sự bất đồng nhưng mà ít ra đó thì uh, mọi người đều có cũng đã nhắm tới một cái sự đồng thuận nhưng mà chưa biết sự đồng thuận đó là như thế nào thì đối với thuận nó kết quả là như vậy nói chung đó, thì bây giờ cũng đã quá trễ rồi đối với thuận nếu như mà họ muốn có cái sự ảnh hưởng liên quan tới cuộc bầu cử tháng 11 này thì bây giờ đã là tháng 7 rồi cho nên nó thường không biết là bây giờ cho dù họ có thay đổi quan điểm đó, có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống hay là không thuận nghĩ là nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử của những cái chiếc ghế quốc hội tại vì họ là những người mà không có trực tiếp ra những cái quyết định Tại vì đối với Tổng thống Biden thì cho dù là ông biết hay là không biết đi nữa đó thì các bạn thì được là những cái chính sách để mà có cái sự đàn áp liên quan đến crypto xảy ra trong vòng 3-4 năm qua đó là dưới thời và dưới cái sự quản lý của ông. Và chính ông là người bổ nhiệm Chủ tịch SEC Chancellor. Cho nên nếu người nói là ông không biết gì hết thì là ông không có phải là người trực tiếp liên quan thì cũng không phải đâu các bạn. Nhưng mà đối với nghị sĩ đó thì khác. Tại vì các bạn nhìn thấy được là họ là những người mà không có trực tiếp quản lý Chủ tịch SEC. Và họ có thể là thay đổi quan điểm của mình để có được một cái phiếu bầu đến từ những người ủng hộ crypto khi mà họ muốn tái ứng cử cho cái chiếc ghế của họ và một cách mà họ có thể làm đó chính là liên quan đến cái dự luật bãi bỏ cái quy định kế toán SAP 121. Chúng ta cũng đã biết đây là cái quy định mà khiến cho những ngân hàng đó họ khó để mà tiếp cận với crypto. Tại vì vì một lý do nào đó SEC nghĩ là tài sản crypto đó khi mà được lưu trữ bên ngân hàng à, thì phải có một cách tính riêng biệt và có một cái số tiền riêng biệt để mà đảm bảo cho số lượng tài sản đó nó khác hoàn toàn so với tất cả những tài sản còn lại mà ngân hàng đang lưu trữ các bạn cho dù những tài sản còn lại đó cũng có thể bị mất giá cũng có thể bị ăn cắp nhưng mà lại có những quy định gắt giao liên quan đến crypto khiến cho nhiều ngân hàng bây giờ họ không muốn tham gia vào thị trường crypto để mà lưu trữ giùm cho khách hàng tại vì làm như vậy đó sẽ khiến cho ngân hàng của họ không có cái số vốn lưu động nhiều như trước nữa cho nên cái quy định bãi bỏ sáp bộ 21 này là để cho ngân hàng có thể tiếp cận với crypto dễ dàng hơn nhưng mà đáng tiếc cái quy định này đã bị phủ quyết bởi tổng thống Biden các bạn và cái hành động phủ quyết này đã xảy ra sau khi mà chúng ta thấy là cụ tổng thống Donald Trump đã lớn tiêm hộ crypto cho nên rõ ràng là ngay sau đó tổng thống Biden vẫn có cái suy nghĩ là ủng hộ SEC cho nên nói riêng về Tổng thống Biden, nếu như mà ông thật sự muốn chứng minh cho thị trường này thấy là ông đã chuyển hướng ủng hộ rồi thì ông phải có một hành động và hành động đó đó chính là kêu gọi sa thải Chủ tịch SEC Chair Chancellor các bạn, chứ nếu không thì không có gì có thể khiến cho nhiều người có lòng tin đâu Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với là cái quy định SAP 121 này thì để có thể vượt qua phủ quyết thì chúng ta cần phải có một cái đợt bỏ phiếu và đợt bỏ phiếu đó, đó sẽ được tổ chức vào ngày mai các bạn đây cũng là một dấu hiệu tốt rồi các bạn thấy được là thường đó thì nhiều khi luật được phủ quyết bởi tổng thống thì cũng sẽ không bỏ phiếu lại đâu tại vì tốn như thời gian và khả năng không có cao các bạn tại vì khi mà thông qua lần đầu đó chỉ cần là số đông thôi các bạn hơn 50% thì được thông qua nhưng mà để vượt bầu phủ quyết đó thì lại cần tới 2 phần 3 số phiếu cho nên nó căng hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là ngày mai đó thì ở hạ viện sẽ bỏ phiếu để mà vượt qua phủ quyết cũng coi như là đây là một cái đề tài mà họ rất là quan tâm các bạn và hôm nay đó thì chúng ta nhìn thấy trên màn hình đây chính là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính hoa kỳ Patrick McHenry là một những người mà rất là ủng hộ crypto các bạn thì ông cũng đã lên CNBC và ông cũng đã lớn tiếng kêu gọi nói là bất kỳ một nhà lập pháp nào mà bây giờ ra họ muốn thay đổi quan điểm để chứng minh cho những cái người cử tri của mình biết là mình bây giờ ủng hộ crypto đó thì đây là cơ hội duy nhất của họ họ có thể bỏ phiếu để mà ủng hộ vượt qua phủ quyết của Tổng thống Biden cho dự luật Sắp 121. Đây là một cơ hội để họ có thể chứng minh điều đó. Thì ngày mai bỏ phiếu mới biết được các bạn. Kết quả như thế nào cũng được hết các bạn. Chúng ta cũng có thể chứng minh được đó là crypto là một đề tài quốc hội quan tâm cho nên họ mới tổ chức để vượt qua phủ quyết như thế này. Và cho dù là ngày mai đó bỏ phiếu vượt qua phủ quyết thất bại đi nữa thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có một cái dự luật khác. Dự luật này đó là được đề xuất bởi dân biểu Richie Torres và dân biểu My Plus các bạn và đây đó là một cái dự luật nó không phải là liên quan đến crypto mà đây là cái dự luật là kêu gọi là luật phải có để ngân hàng xử lý tất cả tài sản một cách công bằng thì đương nhiên khi mà họ nói tất cả tài sản chung chung như vậy đó là sẽ có ảnh hưởng chung đối với crypto luôn thì khi mà cái dự luật này được thông qua ra mà trở thành luật thì nó cũng sẽ có hiệu ứng tương tự như là quỷ bỏ sắp 121 cho nên là chúng ta vẫn còn nhiều đường để đạt được cái kỳ vọng là quỷ bỏ SAP 21 để ngân hàng có thể lưu trữ crypto nhiều hơn và mở rộng ra để cho có dùng tiền lớn hơn vào trong thị trường này. Và đó là những gì liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ các bạn. Còn một vài thông tin nữa tôi sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn liên quan đến pháp lý của Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng ta bây giờ đã hãy nói tới tình hình của crypto. Chúng ta cũng đã nói tới trên kênh này nhiều rồi thì những bạn nào mà trong thị trường crypto đã cũng đã nắm bắt được rất nhiều thông tin. Nhưng mà đối với một người bình thường, một người mà họ không có theo dõi thị trường này, một người họ không có lên trên Twitter, lên trên X Họ không có theo dõi những cái YouTuber liên quan đến crypto Thì họ nghĩ gì về tình hình hiện bây giờ Thì họ nghĩ gì đã liên quan trực tiếp đến những đài truyền hình lớn như là CBC đã nói gì về họ các bạn Thì ngày hôm nay đây chúng ta có một cái cuộc phỏng vấn trên đài CBC, Thì người được mời lên đó chính là Anthony Pomliano các bạn Thì Anthony Pomliano cũng đã được hỏi một số những câu hỏi uh, liên quan đến là bầu cử tổng thống năm nay Congress, they're trying to do things, right, for clarity, and you've got a Biden Trump election, uh, theoretically, I don't know, uh, at this point. Um, how does that factor into? Uh, the, the regulatory environment yeah. for Bitcoin right now—is it po the positive or negative? Donald Trump has positioned himself as a pro-Bitcoin, pro-crypto candidate. Really? And uh, look, you know, I actually think that uh, if you watch his public comments, he has followed pretty much the exact thought process and journey that most Bitcoiners follow. At first, yeah. you hear about it you're like, "There's no way this could be real. This is a scam. There's probably criminals using this, etc." Then you get interested. Then it's all about price, and then eventually you get convinced of sound money principles and kind of the the other ethos around it. Now, what I do see is. Cái mà được vừa nói đến mới đây đó mà các bạn thấy được người dẫn chương trình CNBC đã hỏi là có thật sự là cựu tổng thống Donald Trump ủng hộ crypto hay là không? Tại vì trước đây đó khi mà ông còn là tổng thống thì ông đã vài lần không có cái thiện cảm đó với lại crypto các bạn. Ông nghĩ Bitcoin đó là một cái gì đó cạnh tranh với đồng đô la cho nên ông không ủng hộ. Bây giờ đó ông ra để mà tái ứng cử thì ông lại ủng hộ. Thì có thật sự là ông ủng hộ hay là không? Có đáng tin hay không? Đó chính là điều mà chúng ta nhìn thấy Joe Kerner người dẫn chương trình của CBC đã hỏi ngược lại Anthony Pompliano thì Anthony Pompliano cũng đã chia sẻ là thật sự đó cái con đường mà cụ tổng thống Donald Trump đi đó cũng là con đường nhiều người đã từng đi các bạn mới đầu đó khi mà nghe nói tới Bitcoin thì chúng ta đều nghĩ đó là một cái sự lừa đảo thuận cũng vậy các bạn khi mà thuận nghe nó tới lần đầu tiên thuận đã từng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần năm 2010 đó thì thuận nghĩ đây là một cái trò lừa đảo mà thôi chẳng ai quan tâm đâu nhưng mà bây giờ thì sao các bạn bây giờ đó thì thuận dành hầu hết cả thời gian của mình để mà suy nghĩ về Bitcoin crypto thôi và chia sẻ thông tin với các bạn hàng ngày thì chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều người như vậy không phải là chỉ riêng của tổng thống Donald Trump chúng ta có thể nhìn thấy được là những người như là Michael Saylor chúng ta đều biết tới Michael Saylor bây giờ là một trong những người mà có lòng tin tuyệt đối vào Bitcoin các bạn và các bạn thấy được đã dùng hầu hết tất cả tiền của công ty để mua Bitcoin cho thấy được là ông là người mà có lòng tin như thế nào nhưng mà chúng ta có nhìn thấy trên màn hình không đây là cái thuyết ông chia sẻ vào tháng 12 năm 2013 thì ông đã nói gì lúc đó các bạn năm 2013 đó thì ông nói là cây tháng bitcoin đã sắp hết rồi và bitcoin đó sẽ cùng một số phận với lại cá cược online có nghĩa là Bitcoin sẽ sụp đổ đó các bạn Thì Michael Saylor năm 2013 đó không phải là người tin tưởng vào BTC Nhưng mà tới năm 2020 thì sao các bạn Ông là người tiên phong dẫn đầu với cái phong trào là sử dụng tiền công ty để mà lưu trữ Bitcoin các bạn Thì chúng ta thấy được là người ta sẽ có thể thay đổi cái quan điểm của mình Và cái tuyến đường chúng ta thường thấy đó chính là mới đầu nghe nó thì không quan tâm Thậm chí nghĩ nó là lừa đảo rồi sau đó tìm hiểu Sau khi tìm hiểu rồi đó thì thấy đây có thể là một cái mảng đầu tư tiềm năng có thể kiếm được lợi nhuận nhưng mà khi mà tìm hiểu kỹ hơn nữa đó, thì chúng ta lại càng có lòng tin hơn với lại cái mạng lưới BTC và những gì nó có thể mang lại trong tương lai và không chỉ riêng là Michael Saylor, chúng ta có thể nhìn thấy được là Blackrock cũng như vậy các bạn chúng ta nhìn thấy được là CEO Larry Fink cũng cách đây vài năm các bạn năm 2017 thì Lê nghĩ gì về Bitcoin thì ông nghĩ Bitcoin chỉ là một cái gì đó dùng để rửa tiền mà thôi. Bây giờ thì sao các bạn? BlackRock là công ty mà họ có quỹ Bitcoin Spot ETF lớn nhất trên thế giới hiện bây giờ. <laughs> các bạn thấy được quan điểm sẽ thay đổi và đó cũng là điều được chia sẻ bởi Anthony Pompliano là quan điểm của cựu tổng thống Donald Trump thay đổi cũng là chuyện rất là bình thường mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy nghe tiếp cái phần còn lại. Other ethos around it. Now, what I do see is Democrats are kind of caught in between two things, right? Because on one hand, you don't want to cede the crypto and Bitcoin point to the Republicans, uh, but also you have a number of people in the Democratic faction that are saying, "Look, we don't like this stuff. We actually want to clamp down on it." And so, what you're getting is a bifurcation, from what I can see, where uh, there's some breaking of, you know, the party lines. And uh, ultimately, I think that people for decades have been voting for their wallet. Mm -hmm. Bitcoin and crypto is just the latest version of that. And so when they go into that ballot box in November, they're going to look for a pro crypto or pro Bitcoin uh, candidate, whether it's at the presidential level uh, or state, um, you know, Senate, Congress, et cetera. Will that be enough to be a catalyst for Bitcoin if Donald Trump were elected? Thì câu hỏi kế tiếp các bạn cũng vừa nghe Anthony Pompeo chia sẻ đó Tới cuối cùng người dân sẽ bầu cử với túi tiền của họ Có thể là nhiều người quan tâm đến rất nhiều thứ các bạn Họ quan tâm đến nhiều phương diện về chính trị, về chiến tranh, về nhiều thứ Thì bình thường là như vậy các bạn Nhưng mà trong cái thời điểm mà chúng ta có làm phát cao Nếu như mà chúng ta có cái thời điểm mà người dân đó họ thất nghiệp Hay là chúng ta thấy là họ không thể có tiền mua nhà, mua xe được Thì cái mà họ quan tâm đến đó chính là cái gì mà họ cần phải giải quyết ngay bây giờ khi mà họ không cần phải quan tâm đến bị thất nghiệp hay là họ không quan tâm đến chuyện là đã có thể là mượn tiền mua nhà tại vì họ đã có nhà rồi thì mọi thứ đều tốt họ sẽ quan tâm đến những thứ khác các bạn nhưng mà khi mà chúng ta thấy được những cái đó họ đang quan tâm hiện bây giờ và họ đang lưu trữ crypto và họ muốn crypto đã có cái sự tăng trưởng tại vì đây là mọi thứ đầu tư đối với họ thì họ sẽ bỏ phiếu với cái túi tiền của họ đó chính là điều mà Anthony Pompliano nói và chúng ta thấy được là kế đó đó thì người dẫn chương trình của CNBC nói là nếu như mà Donald Trump đắc cử thì cái đó có đủ để khiến cho Bitcoin tăng trưởng hay là không thì hãy xem Anthony Pompliano chia sẻ như thế nào. The lot of đó là điều mà cũng thường hay chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thể nói tới bất cứ những đề tài nào bây giờ liên quan đến chính phủ Đức, liên quan tới Bitcoin Spot ETF, liên quan tới thợ đào bán, liên quan đến bầu cử tổng thống, liên quan tới Fed chấp giảm lãi suất. Tới cuối cùng đó thì cái yếu tố quan trọng nhất cho Bitcoin chính là thời gian các bạn Tại vì những cái đó chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi Về dài hạn không cần biết ai là tổng thống các bạn Không cần biết chúng ta có Bitcoin Smart ETF hay là không Không cần biết chúng ta có ai bán ai mua Tới cuối cùng đó thì điều quan trọng nhất đó chính là khi chúng ta tổng kết hết tất cả lại thì nguồn cung nhiều hơn hay nguồn cầu nhiều hơn Và chỉ có thời gian là điều có thể chứng minh được sức mạnh của BTC mà thôi các bạn Uh, one of these interesting things about if you go and look through all these different cycles, the summer's just slow. People are doing stuff. People are traveling. You know, they're not sitting in front of their computer watching the chart. And so uh, when we get into September and beyond, I think that's just enough to get the uh, price to going back up. <coughs> Đúng là chúng ta thấy được là mùa hè thường là một mùa chậm hơn Chúng ta có thể nhìn thấy được đây là biểu đồ Bitcoin tính theo hàng tháng các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên màn hình đó, khi mà chúng ta nhìn vào mùa hè đi Chúng ta tính từ tháng 7 tới tháng 9 Thì trong cái bảng này chúng ta nhìn thấy được là bên dưới này đã có chữ average có nghĩa là trung bình các bạn Thì cho dù chúng ta nhìn vào trung bình hay là cho nhìn vào là cái mức giữa là bao nhiêu median Thì chúng ta đều thấy được là 3 tháng hè tháng 7, tháng 8, tháng 9 Chúng ta đều thấy được là 3 tháng mà nó chậm hơn và nó có cái phần trăm tăng trưởng ít hơn những tháng còn lại Hoặc là thậm chí chúng ta nhìn thấy được là tháng 9 là cái tháng mà trung bình là âm các bạn Phần lớn tháng 9 đều là màu đỏ hết chúng ta nhìn thấy được là những tháng còn lại đó thì trung bình là tăng 22%, tăng 46%, tăng 5%, tăng 15% vân vân. Nhưng mà 3 tháng hè đó tháng 7, tháng 8, tháng 9 là những tháng mà rất là chậm và tháng 6 cũng như vậy. Thì Anthony Pompliano đã nói là có thể là qua tháng 9 thì mọi thứ nó sẽ tốt trở lại. Thì nhìn vào lịch sử đó, là xưa giờ thì các bạn thấy được là chúng ta có 3 tháng rất là tốt, đó chính là tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thì đó là đúng các bạn, nhưng mà thường không có nghĩ là lý tại sao mà cho mùa hè nó chậm lại tại vì người ta đi du lịch mà không trade đâu các bạn. <laughs> chúng ta bây giờ hãy nghe thêm một cái bài phỏng vấn nữa bài phỏng vấn này là ngày hôm qua các bạn đó chính là phỏng vấn Anthony Samuji của Skybridge Capital và Anthony Samuji đó thì đã được hỏi là chuyên đang xảy ra với lại Bitcoin vậy thì các bạn thấy được là ông cũng đã trả lời và ông cũng đã giữ nguyên quan điểm đó là Bitcoin sẽ đạt được 100.000 đô năm nay chúng ta chỉ cần cho Bitcoin thời gian mà thôi và chúng ta hãy xem cái cuộc phỏng vấn này các bạn tại vì cuộc phỏng vấn này đó là cuộc phỏng vấn mà tôi nghĩ là trả lời câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư thông thường tại vì họ chỉ có thể tiếp cận với những đài như CNBC mà thôi chứ họ không có thời gian để mà lên trên Twitter hay là xem những video liên quan đến crypto trên YouTube đâu. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. welcome Um what is going on? I know I ask you this every time but it it's such a volatile asset class that the question needs to be reasked because it was at north of 70 and now here we are. I promise we get to 100. Thì câu hỏi đầu tiên đó là chuyện đang xảy ra gì thì uh, các bạn thấy được là Anthony Sa nói là hứa với tôi là khi Bitcoin đạt được 100.000đ thì mời tôi trở lên để nói về Bitcoin thì uh, các bạn thấy được là người dẫn chương trình của CNBC đã nói là chắc chắn rồi nhưng mà bây giờ hãy xem coi là Anthony Sa trả lời như thế nào. 1, 000, I I definitely pro will. Promise me. I but definitely uh, will. We won't have the basketball trophy, but you have a lot of things going on at the same time. Yeah, the German government selling some Bitcoin. you have uh, the mount gox bankruptcy which has been a 10-year drawn-out affair is now going to be releasing about 140,000 bitcoins and so skybridge alongside of fortress participated in that mm -hmm. uh, and so you have a, a combination of these things going on at the same time that there's been some selling pressure in the etf and so uh, when that happens bitcoin is a volatile asset uh, you also had a halving, uh, not to get into the Bitcoin jargon with you, but. but I think every, our viewers are well versed on that. Okay, so every time you have a halving, uh, a result of which it forces the miners to sell some Bitcoin, to keep up their revenues, uh, which puts temporary pressure on Bitcoin, but uh, we still love the fundamentals of Bitcoin long term. And I do think, as I said, uh, it'll be 170,000 post halving, but I, I think it can get to 100,000 by year end, but it has to chug through. This uh, slog right now. One last quick point. Sure. FTX is going to be releasing shortly, 16 billion dollars, roughly, of cash uh, to investors that had their accounts at FTX, and so that's very good news for Bitcoin holders, I believe, because a lot of that was in Bitcoin. It got frozen in the bankruptcy. It got dollarized, unfortunately, at low numbers for Bitcoin, but it's going to go back to those uh, account holders shortly, and we think a lot of that may flow into the asset. Oh, I was going to ask you that. các bạn cũng đã nghe cái sự chia sẻ về những gì đang xảy ra từ xa mưa chị thì cũng tương tự như chúng ta cũng đã biết trong thị trường này các bạn ông cũng nói tới những cái như liên quan đến chính phủ đức liên quan tới maos vân vân và cái phần cuối mới đây ông mới nói là liên quan đến cái số lượng tiền mặt sắp sửa được trả bởi sàn ftx và ước tính là quý 4 năm nay chúng ta cũng đã nói tới thông tin đó trong cái video ngày hôm qua rồi thì ông cũng tin là sẽ có một số tiền sẽ được dùng để mà tiếp tục thu mua crypto các bạn chúng ta có cái lực bán đến từ Mt. nhưng mà chúng ta cũng có thể có cái lực mua đến từ những nạn nhân của FTX nhưng mà người dẫn chương trình của CBC thì nói là khoan đã làm sao ông chắc chắn được tại vì có thể là có nhiều người đó họ đã quá chán với thị trường này rồi, họ đã bị lừa bởi FTX, cho nên khi mà họ nhận được cái số tiền đó, cái số tiền đó chỉ là một phần của cái số mà họ đáng nhận được mà thôi, nhưng mà họ cũng sẽ lấy số tiền đó rồi họ sẽ rời khỏi thị trường, chứ không có đầu tư nữa. thì Samu chị nghĩ gì về quan điểm đó? Chúng ta hãy xem con ông trả lời như thế nào. Um, do you think at least for those people, right? In their minds, it's there's some tarnish. On the story enough that they won't want to assume the risk again yeah. in crypto because of yeah. what happened to them in the first place. Yeah, I mean, yeah, I mean, I, you know, we, we call these things life chips. You know, if you, if you get a windfall back like that, you were you're were counting on not getting that money back. Now that you're getting it, you may buy a car, you may buy a house, you may buy a summer house, but I do think. Forty to fifty percent of that will go back mm. into the asset class. I mean, these are hardcore people. I remember they're early adopters too. If you, if you had an account at FTX, you have an account at Coinbase, you're considered to be an early adopter in the digital asset space. And so, early adopters, uh, you know, have typical uh, loyalty to the asset class. You raise another interesting point when you mention the German government selling. How big of a risk do you think sovereigns in general are to the story? The, we, we have to figure that sovereigns are large players, right? And the ebbs and flows of government and things yeah. that happen. Yeah. Is that a longer term risk than more so than people have, so, have thought so about? I don't, I... các bạn có thể là MC Samuji thì nói là không đâu đúng là sẽ có một số người rời khỏi họ có thể là lấy số tiền đó có thể họ đã nghĩ số tiền đó mất rồi bây giờ họ lấy lên một phần thì họ có thể dùng số tiền đó để mua xe mua nhà làm gì đó nhưng mà sẽ có một số người họ sẽ tiếp tục ở lại thị trường này, tại vì đó, những người mà đã tham gia vào cái uh, sàn FTX á, thì các bạn đã nhớ lúc đó là năm 2021, cũng đã 3 năm trước rồi. thì so với lại những bạn mới tham gia bây giờ, họ vẫn là những người mà tham gia sớm, thì có thể là họ đã củng cố lòng tin sau sự việc của FTX. thì bây giờ đã có thêm số tiền đó, lại có thêm tiền để cho họ tiếp tục thu mua. cho nên uh, Anson chị vẫn nghĩ là khả năng là 40 tới 50% số tiền sẽ quay trở lại thị trường này và nếu như cái số tiền được trả là 14 tới 16 tỷ đó thì 40 tới 50% các bạn thấy được là con số đâu đó là khoảng chừng là 8 tỷ các bạn, 7 tỷ 8 tỷ đô la nó đã ngang bằng với cái số lượng mà sắp sửa được trả bởi sàn Mogox các bạn cho nên đây là điều mà Anson chị nói chúng ta chỉ cần vượt qua mùa hè này thôi thì mọi thứ có sĩ sẽ tốt hơn và ông vẫn nghĩ là sẽ đạt được 100.000 đô vào cuối năm nay. Câu hỏi kế tiếp đó của đài CNBC là ok chúng ta nói tới chính phủ Đức bán thì ai cũng nói đây là cái sự việc tạm thời mà thôi họ bán hết đó, thì không còn gì để bán nữa. Cái đó là liên quan đến sự việc tạm thời. Nhưng mà về dài hạn đó chúng ta đều biết là đối với chính phủ khắp nơi đó chúng ta có đảng này đảng kia sẽ có người đứng đầu này ủng hộ, người đứng đầu kia không ủng hộ thì đó có phải là một cái gì đó dài hạn sẽ dẫn đến thị trường này đã luôn luôn bị rủi ro bởi người đứng đầu của quốc gia đó là ai hay là không thì hãy xem coi là sao mu chỉ cho là như thế nào. I don't think so Scott and I'll take you back to the situation the early days of Uber. Uh, no government wanted Uber, no administrator wanted Uber, no mayor wanted Uber. Uh, all the regulators said no to Uber, but the people wanted Uber. Uh, and and one thing that uh, just happened today in the GOP platform, they're going to have their convention next week. right there glaringly in the GOP platform is the protection of digital assets and the protection specifically of bitcoin so i think that's a huge mistake by the democrats i feel like they're fumbling the football on digital assets it's a it's not a niche business anymore okay you could go by the mike novogratz uh, discussion where he thinks there's 85 million wallets uh, i think coinbase put out something like 50 million wallets let's cut those down let's say there's only 20 million wallets of eligible voters in the united states and let's say 10% of them are single issue voters We've got two million potential voters in a very close, very narrow election uh, being resolved by six or seven swing states that could be single-issue digital asset voters. So, so to me, I think it's a overwhelming conclusion that this will be an acceptable long-term asset class in the United States. And if that's the case, I'm not worried about the other side. <laughs> Samuji thì nói chung đó các bạn được là những người mà trong thị trường tài chính thông thường thì họ cũng có thể tiếp cận được với là những đại như CMC hay Bloomberg mà thôi thì ít ra những đại trường hình này đã cũng đã cho cơ hội cho những người ủng hộ crypto lên nhưng mà chia sẻ về tin hiện tại như thế nào và các bạn thì được là phần lớn họ vẫn đang rất là bullish bây giờ họ vẫn nghĩ là tin hình bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi chúng ta chỉ cần vượt qua mùa hè này đó là gì mà được chia sẻ ở trên đài CBC các bạn thường muốn dành thời gian để mà các bạn có thể nhìn thấy được những gì được nói đến trên đài truyền hình thông thường chứ không phải là chỉ nghe thuộc nói mà thôi. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với những thông tin lớn ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chủ tịch CFTC chính là Rosen Benham các bạn thì đây là chủ tịch của cơ quan quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai thì ông cũng đã đến dự cái buổi điều trần của quốc hội các bạn và ông đã nói với quốc hội đó là tòa án ở Illinois đã xác nhận Bitcoin và Ether là hàng hóa theo đạo luật giao dịch hàng hóa. 70 đến 80 phần trăm thị trường crypto không phải là chứng khoán các bạn có nghĩa là ông hoàn toàn tin tưởng là thị trường crypto này đã nên được quản lý bởi CFTC chứ không phải là SEC các bạn không phải là ban chứng khoán Hoa Kỳ thì Thu đã chia sẻ nhiều lần với các bạn có phải là Rosen Benham là một người mà sẽ nhẹ tay hơn với crypto bị không không phải đâu các bạn nhưng mà đối với nhiều người đó thì Rosen Benham là một trong những người mà lo chức hơn với thị trường này thì ông cũng có kiện những công ty crypto cũng là không có đó các bạn nhưng mà phần lớn là liên quan đến lừa đảo chứ không phải là liên quan đến việc là không đăng ký chứng khoán giống như là SEC. Cho nên nhiều người vẫn cho là dưới sự lãnh đạo của CFTC thì trường crypto ở Hoa Kỳ đây sẽ phát triển tốt hơn. Và đây là cái sự chia sẻ của Amu Hội để thằng cho các bạn xem cái clip ngắn này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Just last week, a district court in the Northern District of Illinois entered summary judgment in favor of the CFTC in a case involving fraud by an unregistered entity that promised steady returns in digital asset commodities. such as Bitcoin and Ether. In its decision, the court reaffirmed that both Bitcoin and Ether are commodities under the Commodity Exchange Act. Thì bạn nào nghe ông chia sẻ rồi đó, ông nói là tòa án đã đồng ý về quan điểm của CFTC là Bitcoin và Ether là hàng hóa chứ không phải là chứng khoán. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác nữa đến từ Hội nghị Bitcoin Conference các bạn sẽ diễn ra vào năm nay. Đây là cái hội nghị lớn nhất của Bitcoin hàng năm và lần này đã tổ chức tại uh, Nashville, Tennessee các bạn, tiểu bang Tennessee. Thì các bạn thấy trên màn hình rồi đó. Tới cuối cùng đó, thì đã chính thức xác nhận là cựu tổng thống Donald Trump sẽ là diễn giả của Bitcoin Conference. Đây là cái lần đầu tiên chúng ta thấy có sự xuất hiện của Donald Trump các bạn và đây cũng là người mà có cái chức vụ lớn nhất trong hệ thống chính trị hoa kỳ tham gia một cái sự kiện liên quan đến Bitcoin các bạn cho thấy được đây là một cái sự kiện lớn như thế nào và chúng ta thấy được là có rất nhiều tin tức ngày hôm nay liên quan đến pháp lý từ hoa kỳ nó không có mang tính chất giật gần các bạn nhưng mà ít ra nó cho chúng ta thấy được là những nền tảng đã từ từ được hình thành rồi và chúng ta thấy được là mọi thứ đang tiến về cái xu hướng tốt hơn cho tương lai của crypto tại Hoa Kỳ nó không có còn đen tối như chúng ta trở về hai năm trước đây các bạn hai năm trước đây đã mọi thứ rất là đen tối chúng ta thấy được là SEC thì kiện tất cả mọi người tất cả nó đều là chứng khoán hết từ chúng ta không có biết chuyện gì sẽ xảy ra kế đó và thậm chí nhiều người nghĩ là có khả năng là những cái dự án sẽ rời khỏi Hoa Kỳ các bạn những sàn ở Hoa Kỳ cũng sẽ đóng cửa nhưng mà cuối cùng là không phải các bạn mọi thứ nó đã, đã có cái tiến triển tốt hơn trong vòng 2 năm qua và chúng ta cũng lo lắng là khi mà có những cái sự kiện như là FTX phá sản rồi tới Voyager, Celsius rồi đến những cái vụ bê bối của FTX sẽ dẫn đến những nhà lập pháp sẽ có những cái luật gắt gao hơn với thị trường này nhưng mà cuối cùng cũng không phải các bạn mọi người đã dễ dàng nhận ra được vấn đề nằm ở sàn FTX chứ không phải nằm ở trong crypto các bạn không liên quan đến Bitcoin, không liên quan đến Ethereum không liên quan đến những đồng khác chỉ là một đơn vị tập trung họ quá tham lam, họ đã phạm nhiều sai lầm và phạm luật chứ không phải là bịt con hay Ether, Đó là điều được làm rõ quốc hội. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới tình hình của thị trường tài chính nói chung đi các bạn. Thì nói về những chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ hôm nay rất là tốt. Chúng ta được là cực kỳ xanh luôn. Chúng ta có chỉ số Nasdaq hôm nay tiếp tục tăng 1.18%. Chỉ số S&P 500 nó tăng 1% các bạn. Hôm nay đã đạt cái đỉnh mới nữa. 5.633 điểm là cái điểm mà kết thúc ngày hôm nay các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay đó trong ngày chúng ta nhìn thấy được là nó lên tới cái mức 5.634 điểm. Nói chung là chứng khoán Hoa Kỳ vẫn đang rất là tốt. Crypto đó chúng ta có rất nhiều những tin tức phết bây giờ dẫn đến giá có sự điều chỉnh. Nhưng mà nếu như chúng ta tổng kết lại tất cả tin tức phết đó chúng ta nói tới là chính phủ Đức bán, chúng ta nói tới là Mao Gox, chúng ta nói tới là thợ đào đang bán chúng ta nói tới rất nhiều những tin tức như là thường đã chia sẻ gần đây mà chúng ta thấy được là ngay bây giờ đã giá bitcoin mức là 57.500 đô đã xuống so với cái mức cao là 73.800 đô cách đây hai tháng các bạn nhưng mà tất cả những cái này đã đều xảy ra trong phạm vi là hai tuần mà thôi thì hai tuần trước đó chúng ta thấy được giá là đâu đó khoảng chừng là 63.000 đô thì các bạn thấy được là bây giờ xuống đến cái mức này đó cũng không phải là xuống nhiều lắm đâu các bạn và ngay cả từ đỉnh tới bây giờ phần trăm giảm 27 phần trăm phần trăm chúng ta cũng thường thấy trong những cái đợt tăng trưởng như thường đã chia sẻ với các bạn rồi Nói chung đó đúng là đã có một sự điều chỉnh nhưng mà nó cũng không có kinh khủng như là nhiều người nghĩ khi mà chúng ta nghe nói tới rất nhiều cái tin tức phết trong thời gian gần đây. Về ngày mai đó thì các bạn nhìn thấy được là chỉ số futures bây giờ thì đang đỏ nhẹ một chút. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái tin tức lớn mà thường sẽ chia sẻ với các bạn liên quan đến CPI. Chúng ta thấy được là hợp đồng của dầu đó không thay đổi nhiều ở mức là 82 đô 53 sen. Hợp đồng của vàng đó thì cũng như vậy các bạn khoảng 2.379 đô cho một ounce vàng. Ngày mai đây chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến phần trăm lạm phát CPI các bạn và nó sẽ có vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ngày mai và nó sẽ có vào lúc 7 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam ngày hôm nay các bạn. Và chúng ta nhìn thấy được là CPI đó thì ước tính là 3.1%, tháng trước đó là 3.3%, tháng này bao nhiêu đó thì ngày mai chúng ta mới biết được Core CPI thì ước tính là 3.4% Tháng trước đó là 3.4% nghĩa là sẽ không thay đổi các bạn Đó là ước tính hiện bây giờ Và cái đợt CPI này đó cực kỳ quan trọng các bạn Tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp với cuộc họp của Fed sẽ có vào cuối tháng này Và cuối tháng này đó thì khả năng là Fed giữ nguyên lãi suất Nhưng mà sau cuộc họp này rồi chỉ còn 3 cuộc họp nữa thôi Thị trường vẫn đang chờ đợi hai đợt cắt giảm lãi suất các bạn Nghĩa là không còn thời gian nhiều nữa Fed phải ra quyết định cho giảm lãi suất sớm là vào tháng 9 và tháng 12 các bạn đó là cái kỳ vọng của thị trường hiện bây giờ và để có được kỳ vọng đó, đó thì ít nhất chúng ta phải có chỉ số CPI như là mong đợi hay là tốt hơn cho nên chỉ số này rất là quan trọng nhưng mà nào mà chưa theo dõi thuần capital trên mạng xã hội đó thì nên theo dõi để các bạn có thể nhận được thông tin này sớm nhất và nhanh nhất tại vì lúc mà có thông tin thì team của thường sẽ chia sẻ ở trên Facebook fanpage và trên uh, Telegram nhưng mà lúc đó là năm rưỡi sáng thì sẽ không có tin tức ở trên trên Twitter đâu Các bạn nên theo dõi Telegram hay là theo dõi Facebook fanpage Thuân sẽ chia sẻ link một lát nữa với các bạn cho một cái post tối nay Và chúng ta thấy được là hôm nay đã kết thúc hai ngày mà Chủ tịch John Powell của Fed đến quốc hội các bạn sẽ được là ông phải đến quốc hội là hai lần một năm để mà chia sẻ về tình hình thì uh, ngày hôm qua ông đã đến rồi hôm nào ông cũng đến nữa và thật ra đó chúng ta cũng không có nhiều thông tin tại vì ông cũng nói như chúng ta đã biết rồi. Ông vẫn đang chờ đợi những tin tức tốt hơn liên quan tới lạm phát để có thể giảm lãi suất. Bây giờ thì ông vẫn chưa có thể giảm lãi suất được. Cho nên uh, những thông tin liên quan tới lạm phát ngày mai cực kỳ quan trọng. Nhưng mà hôm nay lại có một cái thông tin cực kỳ thú vị luôn các bạn. Chủ tịch chọn Powell cho biết là ông không có bất kỳ cuộc họp hoặc cuộc gọi nào với tổng thống Biden kể từ năm 2022, mặc dù lạm phát đang ngoài tầm kiểm soát trong vòng 2 năm qua các bạn. Điều này nó rất là kỳ lạ đúng không? Chúng ta nhìn thấy được là chủ tịch Trump nói là tôi không biết tại sao tổng thống không yêu cầu một cuộc họp với tôi. Tôi không bao giờ đề nghị họp với bất kỳ ai nhưng mà tôi sẽ tham gia các cuộc họp nếu như được yêu cầu. Tôi đã bắt tay tổng thống một lần tại một sự kiện nhưng chúng tôi đã không nói chuyện trong 2 năm qua. Rất là kỳ lạ đúng không các bạn đối với tình hình như thế này đó mà hai năm qua không có nói chuyện với chủ tịch Fed đó, thì thường không biết là nó có bình thường hay là không đối thường nên hơi kỳ lạ một chút tại vì nếu như tình hình không có vấn đề gì thì ok cũng có thể tại vì không có gì để nói cho nên hai người không có gặp mặt với nhau tại vì Fed vẫn là đơn vị độc lập và họ cũng không cần phải nghe lời tổng thống nhưng mà đối với tình hình lạm phát tăng cao trong vòng hai năm qua các bạn kinh tế đó thì uh, nền kinh tế đang khó khăn hơn chứng khoán đó thì uh, lại đang tốt thì đối với tình hình này đó thì ít nhất thường nghĩ là hai người phải có cuộc họp trong vòng vài năm qua để hiểu hơn về tình hình Nhưng mà không các bạn, hai người không muốn nói chuyện trong vòng hai năm qua và cái clip này đó là cái clip mà liên quan đến quốc hội đã hỏi rõ nhiều lần và các bạn thấy được là chủ tịch John Paul đều trả lời là không hai năm qua tôi không có nói chuyện với tổng thống Biden nhưng mà cái video đã khá dài cho nên thường sẽ không có chia sẻ clip này với các bạn Chúng ta còn vài thông tin nữa thường sẽ chia sẻ nhanh với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này. Thì các bạn thấy được là công ty Circle họ đã ra Maxible Coin Euro C dựa trên đồng Euro mạng lưới base các bạn layer 2 đánh dấu việc tuân thủ quy định MiCA của Euro thì đồng EURC chưa được niêm yết rộng rãi trên các sàn giao dịch phi tập trung ở trên hệ thống của base thì nói chung là các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ chi tiết liên quan đến tình hình của những cái đồng ổn định ở châu âu rồi họ có quy định mica và quy định đó đòi hỏi phải có bằng hoạt động để phát hành stablecoin và có những cái cơ chế mà họ phải tuân theo các bạn thì phần lớn những cái công ty như là Tether Circle họ sử dụng đồng ổn định dựa trên đồng đô la và ở châu Âu người ta cũng sử dụng đồng ổn định dựa trên đô la các bạn nhưng mà nếu như vậy sẽ bị rất nhiều hạn chế cho nên Circle bây giờ đã, đã ra mắt cái đồng ổn định riêng dựa trên euro để có thể tuân thủ luật MiCA mà không ảnh hưởng tới đồng USDC của họ còn về tether đây không biết tại sao mà họ không có muốn tuân thủ luật Mika thường đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi để có thể tiếp tục hoạt động ở châu Âu đó thì những công ty stablecoin phải có bằng hoạt động ở châu Âu thì công ty Circle đã nộp đơn để có bằng hoạt động đó còn về tether họ nói là họ không muốn có bằng hoạt động đó và họ cũng không muốn tuân theo quy định của Mika có thể là thị trường cho không đủ lớn để thay đổi quan tâm. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin Spot ETF các bạn. Hôm nay đã cũng rất là tốt, chúng ta nhìn thấy được. Như thường lệ, chúng ta có lực bán đến từ Red Scale các bạn. Nhưng mà chúng ta vẫn có dòng tiền dương ngày hôm nay là 104 triệu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là hôm nay đây chúng ta có Fidelity thu vào 57.8 triệu. Và những cái quỹ khác cũng tiếp tục thu mua vào. Như là thường đã chia sẻ với các bạn đó, những cái quỹ này họ thu mua chủ yếu thông qua sàn OTC. Nhưng mà cuối cùng đó thì các bạn thấy được là khi mà sàn OTC đã không có nguồn cung nữa thì sẽ dẫn đến họ thu mua trên sàn spot lúc đó mới thường đến giá cả nhưng mà cái này cũng rất là tốt các bạn có thể nghĩ đi chúng ta đang chứng kiến là có khả năng là một số lượng lớn cái số lượng BDC của chính phủ Đức trong vòng mấy ngày qua đã chuyển lên trên sàn OTC rồi và cũng có thể là sàn OTC có một số lượng Bitcoin đến từ Malgox rồi các bạn thì nếu như mà cái số lượng đó được bán trên sàn OTC mà không có cái nguồn cầu đó thì sẽ dẫn đến là họ sẽ phải bán sang sàn spot các bạn ảnh hưởng càng xấu hơn với giá nhưng mà bây giờ chúng ta lại có cái lực mua xuất hiện từ những quỹ bitcoin spot etf này họ sẽ tiếp tục thu mua cái nguồn đó cho nên là chúng ta mới thấy được là giá giữ được tới bây giờ. Như bạn nói là tại sao mà không thấy giá tăng khi mà họ thu mua hay là giá giảm khi mà họ bán. Nó không có ảnh hưởng ngay lập tức từ các bạn. Nó sẽ có một sự trì hoãn và còn tùy theo là trên sàn OTC cái volume như thế nào. Nhưng mà có thể nghĩ là có khả năng cao tại vì lực mua đến từ những quỹ Bitcoin Spot ETF tốt như vậy. Cho nên là chúng ta mới không có thấy bất cứ một cái đợt xuống giá nào kế tiếp cho Bitcoin cho dù thì chúng ta thấy được là Malgox có thể vẫn đang trả tiền và người ta vẫn đang bán hiện bây giờ và chính phủ Đức vẫn có thể đang bán cái sàn OTC cũng chính vì có lực mua này nói về Ether Spot ETF thì chúng ta vẫn chờ đợi cho đến tuần sau các bạn bây giờ đó thì những công ty đó họ đều nói là đâu đó từ ngày 15 tới ngày 18 chúng ta sẽ có cái ngày mà giao dịch Ether Spot ETF là sẽ trong tháng này Chúng ta phải chờ thêm một tuần nữa Thì ngay cả Grayscale cũng nói là họ dự định là ngày 18 tháng 7 Nếu như mà không có gì thay đổi Và công ty Circle đó các bạn thấy được là cũng in thêm 250 triệu USDC Cái nhu cầu là có đó các bạn Chỉ là đã một thời gian rồi chúng ta không thấy Tether in tiền Nhưng mà ít ra trong dòng khoảng chừng là mấy tuần qua Cũng có cái đợt in tiền đến từ công ty Circle Tôi nghĩ là họ cũng in đâu đó Thường nhớ là khoảng chừng 500-750 triệu rồi Thì cũng là một cái yếu tố cho thấy là có nhu cầu có đồng stablecoin để thu mua crypto chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là hay các bạn đến từ thành phố santa monica ở california các bạn đây là cái thành phố mà ở los angeles thì các bạn thấy được là họ đã tạo nên lịch sử bằng việc là mở văn phòng bitcoin chính thức hội đồng thành phố đã nhất trí bỏ phiếu để mà thí điểm cái văn phòng này hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận có tên là proof of workforce mà không tốn chi phí nào cho thành phố thì văn phòng này đó, mở ra làm gì các bạn đi là một cái văn phòng mà các bạn có thể đến và các bạn có thể vào đó miễn phí các bạn thì họ có bốn mục tiêu chính cung cấp giáo dục về bitcoin tạo điều kiện cho các quan hệ đối tác và hội nghị để phát triển du lịch kết nối cư dân với việc làm khám phá việc đào bitcoin bền vững sử dụng năng lượng tái tạo của thành phố thì các bạn thấy được là đây là bốn cái mục tiêu chính của văn phòng bitcoin này thường nên thì sống cũng khá là xa xa là như cả nhưng mà khi có cơ hội thường cũng muốn tới đó để xem cái văn phòng này như thế nào và trong đó họ cung cấp những thông tin như thế nào Chúng ta cũng có thông tin là ngân hàng Goldman Sachs các bạn. Đây là ngân hàng rất là lâu năm của Hoa Kỳ, không phải là lâu đời nhất đâu các bạn. Ngân hàng BNY Mellon là ngân hàng lâu đời hơn. Nhưng mà Goldman Sachs cũng là một ngân hàng đã có 150 năm rồi. Họ sẽ triển khai 3 dự án token hóa vào cuối năm tập trung vào thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Goldman Sachs á, thì không giống như những cái đối thủ khác, bao gồm cả BlackRock. Các bạn đã biết là BlackRock và Franklin họ cũng đã sử dụng những mạng lưới công cộng như là Ethereum, như là Polygon, Stellar, vân vân. Các bạn nhìn thấy trên màn hình á, cái quỹ lớn nhất bây giờ là quỹ BlackRock các bạn trên mạng lưới của Ethereum là quỹ Buildo. Đây là cái quỹ mà họ token hóa công trái phiếu Hoa Kỳ. Thì đối với lại ngân hàng Goldman Sachs á, thì họ chưa muốn sử dụng những cái mạng lưới phi tập trung tại vì họ lo lắng về pháp lý các bạn không phải là họ nói như mạng lưới này không có tốt họ chỉ lo lắng về pháp lý mà thôi không biết là sau này có bị ảnh hưởng như thế nào mà không tóm lại đó họ muốn rõ ràng về pháp lý trước khi mà họ sử dụng những mạng lưới phi tập trung bây giờ họ chỉ muốn sử dụng một cái mạng lưới blockchain tư nhân mà thôi chứ không phải là blockchain công cộng và cái này cũng là bước tiến coi như tốt rồi các bạn, tại vì chúng ta thấy được là Goldman Sachs thì chúng ta thấy giám đốc Matthew McDermott đã nói là Bitcoin ETF là một cái bước ngoặt tốt, Để khiến cho crypto tiếp tục tiến tới các bạn. Thì đây là một cái sự thay đổi quan điểm cũng lớn rồi, tại vì các bạn cũng đã biết là Goldman Sachs cũng không phải là một công ty ủng hộ crypto đâu Ngay cả hồi tháng 4 năm nay đó Sau khi có Bitcoin Spot ETF Các bạn nhìn thấy được là Họ vẫn nói họ không phải là một người mà có lòng tin Vào Bitcoin hay là crypto Nhưng mà các bạn thấy là họ đã trở thành Một những công ty trung gian cho những Bitcoin Spot ETF Và bây giờ họ đã tiến thêm một bước nữa Để thử nghiệm token hóa tài sản Coi như cũng là một bước tiến tới tốt rồi Và cái thông tin kế tiếp liên quan tới Cardano Nhưng mà nào mà quan tâm đến Cardano đây Thì họ đã phát hành cái phiên bản No 9.0 đây là phiên bản mới nhất của phần mềm Cardano và đây là bước phát triển cuối cùng cần thiết để mà cho phép cái đợt half fork chain sắp tới diễn ra vào cuối tháng này thì chain half fork sẽ đưa Cardano vào thời đại Volta và sẽ có hai cái cập nhật các bạn chia làm hai phần thứ nhất là chain số 1 và chain số 2. Nói chung đó, thì sau khi cập nhật thành công và khả năng họ sẽ bắt đầu cập nhật vào tháng 7 này các bạn và khi gặp được thành công đó thì uh, các bạn thấy được là cái việc quản trị mạng lưới sẽ trở thành việc tập trung những người mà tham gia mạng lưới có thể bỏ phiếu để xem coi là giống như những cái như là cái tiền trong cái quỹ Cardano đó rồi có thể được dùng để mà phát triển dự án nào thì đây là cái bước tiến kế tiếp của Cardano các bạn phố sẽ diễn ra vào cuối tháng này đó là cái dự kiến hiện bây giờ và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới thân blockchain các bạn họ ra mắt mạng Layer 2 sử dụng công nghệ Polygon và liên kết với ứng dụng Telegram thì cái các bạn có thể dễ dàng nhận ra được đó thì hồi xưa ai cũng chọc quê telegram nói là Ether phải cần có mạng lưới tầng 2, Bitcoin phải cần có mạng lưới tầng 2 đến bây giờ các bạn thấy được là hầu hết những cái nền tảng đều có mạng lưới tầng 2 ngay cả Solana các bạn, Solana họ nói là họ không cần mạng lưới tầng 2 nhưng mà cái mà họ đang phát triển đó ngay cả cổ founder của Solana cũng đã xác nhận đó trên căn bản là một cái mạng lưới tầng 2 đó mới là cái xu hướng các bạn tất cả mọi người đều đang hướng về mạng lưới từng hai hết không phải là chỉ riêng y tờ đâu và thông tin cuối cùng đó là liên quan tới ftx như bạn hỏi thuận là tại sao chỉ nghe nói tới sam vô tù mà không nghe những người khác thì chỉ là chưa tới phiên thôi các bạn chúng ta cũng đã thấy được là sam đó thì đã nhận là cái án tù là 25 năm sau đó chúng ta thấy được là ryan salami cũng đã nhận cái án tù là 7.5 năm tù chúng ta thấy được là mùa thu này đó thì nisa singh cộng với lại ghe quen các bạn hai người này nè quá trẻ tuổi các bạn nhưng mà hai người này đã cũng sang lãnh án không biết là bao nhiêu năm tù các bạn họ sẽ bị kết tội vào mùa thu này chỉ còn hai người chưa bị kết tội mà thôi đó chính là Kelly Allison các bạn và Sam Chabuco. Sam Chabuco đã thậm chí không có được nêu tên luôn. Sam Chabuco chính là CEO của Alameda mà đã hoạt động dài năm các bạn rồi sau đó mới từ chức rồi sau đó Caroline Allison mới trở thành CEO của Alameda. Thì Sam Chabuco là người mà đăng lý đâu cũng có phần đó các bạn nhưng mà không biết tại sao không có bất cứ thông tin gì về Sam Chabuco. Có khả năng cao đó Sam Chabuco chính là người mà đã liên hệ với FBI và Bộ Tư pháp để cung cấp thông tin liên quan sang ftx cho nên được miễn tội còn caroline allison thì theo thường đọc đó chỉ là chưa tới phiên mà thôi cô cũng sẽ bị làm ngắn tù nhưng mà không biết là bao nhiêu và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn đã nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn đã nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit. OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.